giống như cóc là gì, con heo la làm giàu cho nó, trong khi nó bỏ giá gì đâu, đúng không? Thì đó là fast food chứ là gì? Cái gì tạo ra cái hamburger? Có phải là bánh mì, thịt, rau với mấy cái phô mai bơ không? Đúng chưa? Vậy thì một cái hamburger gì cho Zimmer nó phải lean, nó phải healthy. Vậy thì trong gì bánh mì, ok, thịt, vậy thôi, rau, bơ bỏ này. Du lịch tận hưởng cuộc sống, tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Rồi, xin chào mấy em. Video cuối của ngày hôm nay thì anh sẽ làm về chủ đề thực phẩm. Nè, chủ đề thực phẩm của Mỹ. Nói thật ra nó chỉ Mỹ cho nó có tính chất thương mại thôi, chứ cái chỗ anh nó chưa đại diện cho Mỹ. Tại vì ở Mỹ là 50 tiểu bang, thì mình ở một tiểu bang này thì nó không thể đại diện cho Mỹ. Mỹ là đa văn hóa và đa sắc tộc, thì chúng ta cần phải đi ít nhất là 25 tiểu bang. Mà muốn đi 25 tiểu bang thì bè phải có 250.000 đô nha. Đợi chút xíu mày. Cái xứ Mỹ hay xứ Việt Nam gì cần quá. Cái xứ Mỹ hay xứ Việt Nam gì đó thì cũng cần phải có liên body của BVT nha mày. Đi đâu phải có cái này, đó là thói quen. Mà các bạn xem video của Duy nhiều, các bạn nhớ nguyên tắc của Duy nha. Đi du lịch nó phải nhẹ, nó phải nhẹ nhàng. Giống như giờ nè, hôm qua ghé mua mấy cái quần xì. Ở Việt Nam cái quần xì thôi, ở nước ngoài có underwear. Cái gì đó, Tommy 2 figure gì đó. Nói chung người ta không biết trả cái hãng gì nữa. Có một CK này biết thôi. Nó CK này biết, nè, Tommy. Nó bán ngốc vậy nè ba. Nói chung là nó thiệt với mày. Ở bên Việt Nam này á, cái quần xì mà hiệu CK này nó treo nó trịnh trọng lắm. Còn ở trong cái mall anh mua đó, tờ đó cơ mẹ mấy thằng mẻ đâu á, nó lụm đâu, nó quăng tờ lưa hồng dưa á. Nó quá lạ, xứ văn minh này sao tụi bay lửa, đâu có lửa đồ kỳ trời. Cái này là khen hay chê các bạn? Không biết khen hay chê tùy nhận định thôi. Tức là tụi nó, cái này ta để trên kệ, nó giống như kệ bánh rau rồi đó. Xong rồi tụi nó lửa, tụi nó coi nhảy bóc rồi quăng, tụi nó rớt rồi vòng vòng dưới đất quá trời vậy nè. Rồi xong rồi chỗ này bỏ chỗ kia đó. Thì nói chung là Mỹ thịnh văn minh thôi, có thằng mấy đồ đất này nó làm vậy đó. Tự nhiên cái chỗ ví dụ quần xì màu trắng thì mày lựa xong mày phải bỏ cái chỗ màu trắng mới đúng. Tự nhiên quần xì màu trắng mày bỏ cái chỗ màu đen, mà thậm chí nó chơi còn hài nữa, nó bóc ra mấy em mới đâu có mặt không nữa nha. Trời ơi, ở ngoài đề cái màu trắng, ở trong toàn đen không. Còn hoặc là ở ngoài đề màu trắng, ở trong có hai cái trắng, một cái đen, một cái vàng. Trời ơi, ông nội ơi, ông nội. Cái đó là sự thật nó vậy thôi. Mấy cái mo là mấy cái chợ mà hôm nay nó mua đồ trong mo vậy đó. Còn có mấy cái cùi trong mo nữa mấy em. Mà tao dám đi mấy chỗ đó, tao thiệt luôn á. Tại vì bên Mỹ mà nó đa văn hóa, đa sắc tộc mấy em. Đi mấy cái chỗ cùi cũng sợ. Nên không dám khám phá đâu ba. Không có dám liều mạng đi vô khu ổ chuột đâu ông nội. Đó, ổn là tao làm gì vậy? Tao quên. Thôi nói tóm lại câu, đi gì đi cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Mua xài xong rồi quăng luôn đi, không ai giặt được đâu. Ở bên này á, kiếm cho giặt không có. Ví dụ như bên Việt Nam đi còn gì giặt giết rồi nổi, chứ bên này nó thiệt sự bạn chỉ đi nha. Các bạn nào coi video này thì bạn chỉ đi bên này đi du lịch lâu ngày giặt đồ sao? Tao nói thiệt quần mặc 5 ngày rồi đó. Mà bên đây được cái là khí hậu lạnh nó sạch, nó không ra mồ hôi. Xong rồi mình về cái mình hấp lại, mình cứ bỏ trong máy sấy á, không phải máy sấy máy gì á, mình hấp xong mình xịt dầu thơm lên. Ở bên này dầu thơm cái bèo về ra mua một chai chừng thiệt mang trăm đô xịt đủ bao nhiêu luôn. Còn mấy cái quần này nó rẻ lắm em. Ở Việt Nam cái thì gần triệu, còn đống này đây nhiêu, từ từ cái giá đồng tiêu rồi à, đây 40 đồng 3 cái. Còn này nhiêu? Cái này 39.5 đồng. 4 cái 2, 4 cái đó, rẻ bèo. Nên là bên này á, thật sự nó Hàng hóa nó không mắc. Còn Việt Nam mình nó hàng nhập nó mắc hơn nha các bạn. Nói chung á, cái cuộc sống bên này á, bây giờ mình nói về food cùi vậy ha. Food nó có hai loại mấy, mình làm food cùi với food sao. Từ từ mình làm cho nó ra nhiều video thôi, chứ nói chung anh đi chuyến này anh tốn mấy trăm triệu thì gửi vốn.
mấy cái video nó up lên mấy chừng nào mới kiếm được mấy trăm triệu nha. Thôi cho nói chung thôi em chịu khó coi đi xe nhiều để cho anh gỡ vốn anh mốt đi tiếp nha. Mốt đi tiếp qua mấy chỗ khác anh review tiếp. Bây giờ food á, ở bên Mỹ, đặc trưng của Mỹ là gì mà KFC, McDonald's. Vậy thôi. Nó kêu là fast food. Nó là kêu là fast food. Thì bây giờ đó, cuộc sống mà nó gọi là nó vội vã. Một cái xã hội người ta phải đi làm, người ta mới có tiền, chứ không phải nào ăn mẹ rảnh đi chợ. Anh nói thiệt chứ mày á, vì khi một cái xã hội á thất nghiệp mới rảnh đi chợ. Trời ơi, Việt Nam người hậu kẻ hạ. Qua bên đây phải đi chợ, ngủ như quỷ vậy đó. Thất nghiệp mới rảnh đi chợ. Vậy thì fast food. Fast food nó có nhiều loại fast food. Giống như chip cũng kêu là fast food. Chip là gì ta? Kiểu bánh sạch á. À nắp gì đó. À mấy đó đó. Thì mấy cái đó là fast food có hại. Đúng không? Có hại. Thì mấy thằng nào ăn fast food đó là mấy ngu. Có gì thôi chứ gì nữa. Giống như cóc là gì con cao la. Làm giàu cho nó. Trong khi nó bỏ giá gì đâu. Đúng không? Thì cái đó là fast food chứ là gì. Thì cái đó ăn đó là chip, là gà, chip này khác chip kia. Đúng không các bạn? Nhưng mà fast food đâu có tội. Nên những người đó ăn fast food là béo là mập cũng ngu luôn. What? Ngu luôn cái gì nữa? Fast food rất là nhiều loại. Ông nói được câu này phải hiểu fast food đó là cái gì. Ví dụ như bây giờ mình là dân tập gym thì mình biết, người ta không biết. Mà người ta không biết ta bị nhồi sọ đâm nó tăng ngu. Thì mình là người tập gym mình hay phá đó. Mình phải đam nó tỉnh được. Đúng chưa? Vậy thì á, các bạn sẽ thấy hình ảnh của Duy Nguyễn ăn hamburger. Thì qua đây không mà hamburger sao đi Mỹ? Đi Mỹ là ăn hamburger vậy thôi. Không nói nhiều nữa. Đi Mỹ là ăn chicken. Đi Mỹ là ăn beef. Là gà là bò đó. Tại mấy cái đó là mấy cái Mỹ. Nó đặc trưng cho Mỹ. Gà hai đô là đặc trưng cho Mỹ. Bạn đi qua Mỹ mà phải trải nghiệm gà hai đô. Còn làm món gì tùy các bạn. Còn hamburger nó cũng là đặc trưng của Mỹ luôn. Hamburger nó bán nhan nhản, nó bán quá nhiều. Nó bán quá nhiều, ăn cái hamburger tốn có. Nó giống như một bánh mì Việt Nam. Nó giống như bánh mì Việt Nam. Đó, nhưng mà cái hamburger đó thì nó có healthy không? Tùy mình ăn hamburger gì. Có healthy không? Mình chia hỏi nè. Cái gì tạo ra cái hamburger? Có phải là bánh mì, thịt, rau với mấy cái phô mai bơ không? Đúng chưa? Vậy thì một cái hamburger dành cho Zimmer phải lean. Nó phải healthy. Vậy thì cần gì? Bánh mì, cái thịt, vậy thôi. Rau, bơ bỏ mày. Nope. Tao nấu ăn đi, tao ăn nhau. Trời lạnh chết mẹ ăn bơ cho mập rồi. Vậy thì bánh mì ăn bao nhiêu? Ăn vừa vừa thôi. Yes. Ăn nhiều quá nó mập không ơi. Hiểu không? Bánh mì ăn vừa. Hai slab bánh mì mỏng mỏng thôi. Đó. Với thịt, cái vấn đề nguy hiểm là thịt. Thịt nó xay ra biết thịt gì? Đúng không? Yes. Dân Mỹ biết sao tôi biết được? Tôi dân Việt Nam mà. Tôi qua tôi biết nhìn hình tôi chỉ thôi. Nhưng mà cũng xíu đó, nhìn ví dụ như bacon. Bacon là gì? Thịt ba chỉ, không ăn được, phở không à. Thịt nó bầm ra mà mấy ba. Vậy thì cái miếng thịt của cái hamburger nó giống như miếng xíu mại Việt Nam thôi. Đúng không? Nó giống như cái miếng xíu mại. Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê trong người đã. Vậy thì pate là gì? Không ăn được. Phải biết. Xíu mại là gì? Hên xui. Xíu mại làm thịt không thì ăn được. Xíu mại làm thịt trộn mỡ ăn không được. Nghe. Vậy thì muốn ăn một cái hamburger healthy thì chúng ta phải như thế nào? Đó. Chúng ta phải chọn cái bánh mì nó tốt. Và chúng ta chọn tiếp là cái thịt nó ok. Nghe. Chúng ta phải chọn cái thịt nó ok là thịt nạc thôi. Đừng có chọn thịt mỡ. Nó chỉ các bạn hamburger. Vì cái miếng hamburger có 4 đồng. 4 đồng đúng không? 4 đồng xong bữa trưa. 4 đồng với gì? Chả nước suối. Chả nước suối. Có chỗ nó cho nước suối free, có chỗ nó bán nước suối. Tùy. Còn không uống nước suối thì uống Amino. Uống BCAA. Uống cốc gì ba. Cái quan trọng là cái gì? Bạn phối cho bạn fast food bằng như thế nào? Cho nó nhanh. Mà cái fast food nó tiện lợi. Nó tiện lợi, nó giúp cho người ta tiết kiệm thời gian.
và tiết kiệm thời gian người ta mới đi làm kiếm ra nhiều tiền thì đời sống không mới khá được. Chứ bây giờ sống mà em có tiền sao khá được. Tụi em có thắc mắc là tại sao anh Di ở xứ Mỹ mà anh Di ăn to đó lớn không? Yên tâm đi, đây Mỹ trắng không có hiểu tiếng Việt không ơi. Cùng lắm tưởng mình đang làm gì à, lợi thế đó mẹm. Vậy thì vấn đề fast food mà anh hiểu chưa? Thì cái video này nó về ẩm thực fast food. Vậy fast food nó làm nhanh quá, nó có vệ sinh hay không? Nó có vệ sinh hay không? Thì anh chỉ nói em câu gì đó. Farm ở đời này thì không có gì là tuyệt đối. Nhưng mà ở cái xứ Mỹ này nè, mà tụi em còn sợ vấn đề vệ sinh đó là thôi, không xứ nào sống được. Anh chỉ nói như thế thôi em. Tại vì cái xứ Mỹ này nè, vấn đề vệ sinh nó cực kỳ nghiêm ngặt, đúng không? Cực kỳ nghiêm ngặt. Anh làm với nó gần chục năm. Vấn đề tao thiệt mày, vệ sinh trong cái hộp này thôi nè, cũng cực kỳ nghiêm ngặt cho nó đồ ăn. Còn các bạn nói là ở Việt Nam ăn đồ tươi, ở bên đây ăn đồ độc hay là ăn đồ gì đó, thì cái đó là bạn đang nói ngược. Bạn đang nói ngược là thật sự luôn. Cái gì cũng vậy thôi, mình nói chuyện thì nó khách quan và nó có cái kiến thức, đúng không? Để cái được đồ ăn thức uống mà nó nhập vô thị trường của Mỹ không phải là đơn giản. Tại vì sao? Tại nó giàu quá mà, giàu có quyền. Mình cần nó cần mình đâu, đúng không? Mình cần nó cần mình đâu. Rồi bây giờ nói chung á, trong vấn đề thực phẩm của bên Mỹ á, nó đa dạng, hàng quán rất là nhiều, bạn không sợ đói. Bạn không sợ đói, mật độ hàng quán nó rất là đông, mà trong hàng quán của nó cũng rất là sạch sẽ. Thì hiện giờ tính bữa ăn đơn giản nè. Ví dụ như giờ sống bên Mỹ luôn, trưa ăn hamburger, chiều ăn phở, sáng ăn gì ta? Sáng ăn gì? Thôi giờ mình phân tích khác đi. Sáng ăn hamburger, trưa ăn phở, chiều ăn tích tết. Hết nhiều tiền? Hết nhiều tiền men. Hamburger cho 4 đồng, phở cho 11 đồng, cộng lại 15 đồng, bít tết cho 20 đồng, 11, 15, 35 đồng, tiền bếp cho 5 đồng nữa, 40 đồng. Chết mẹ cũng hơi mắc rồi, mày ăn gì hơi bị sang không ta? Oh, really? Thôi cái bài toán này tính lại đi, bài toán này nói chung là Duy đứng ở trên góc độ mà du khách là Duy tính chính xác. Dù các bạn là dân địa phương ở đây thì các bạn sẽ tính toán một cách chính xác. Nhưng mà quan điểm của Duy á, thấy đồ ăn này nó rẻ quá. Thấy nó rẻ quá mà. Nó rẻ mà nó tạo được cái sự tiện lợi cho người dân. Cái đó đều rất là tốt. Đều rất là tốt. Đồ ăn nó không mắc. Bạn để bạn có được một cái đồ ăn mà gọi là ở một cái khối lượng calorie và chất lượng tương đương á, mà ở Việt Nam cũng chưa hẳn là rẻ đâu. Nên cái trong cái video về phở Duy có nói rồi. Thì bằng so tao phở Việt Nam 20 chứ bằng so tao phở bên này mà 200 ngàn thì nó quá ư là tầm bậy. Nó quá ư tầm bậy. Tại cái tao phở 20 ngàn bạn không được mặn món cảnh của tao phở bên này nữa, so ngang. Chứ không có so kiểu đó. Nên thật sự về Duy cảm thấy vấn đề food, vấn đề thực phẩm mà đồ nhanh ở bên Mỹ thì nó nhiều loại lắm. Chúng ta ăn như thế nào là do cái kiến thức chúng ta thôi. Nó cái xứ này là cái xứ mà nói chung á, mình phải bắt kịp được với nó mình mới sống được, mình phải hòa nhập được với nó mình mới sống được. Còn mình không có kiến thức á, mình bị tụt hậu chết liền. Ví dụ giờ bạn ở bên Mỹ mà bạn không biết được calorie, đúng không? Vậy tao hỏi bao nhiêu bạn bên Mỹ bạn không biết được khái niệm calorie rồi tìm cách phát là cái gì? Thì bạn không thể đứng với xã hội người ta. Tại vì cái calorie là cái nhãn trước mắt rồi nha nè. Trong bất kỳ một cái gì đó có calorie hết. Trong body body thôi này, để chữ calorie 3 chà bá luôn à, mà các bạn không có biết được là bạn ăn thức ăn mà không biết được lượng calorie tiêu thụ là gì, lượng calorie hấp thu là cái gì sinh ra mỡ sinh ra như thế nào hoặc cao nhiêu, ăn cái gì nó mới heo thì trong ngày tôi cần gì tao tỉnh táo tập trung, đúng không? Thì cái food đó có hai loại. Một cái food từ thực phẩm tự nhiên là cái cách người ta chế biến, người ta xào nấu để nó ra được cái miếng hamburger bạn ăn. Và cái food nó đến từ thực phẩm bổ sung là nó bổ sung những cái nguồn dinh dưỡng, những cái nutrition nó còn thiếu mà tự nhiên nó đáp ứng không đủ hoặc là không cân bằng để chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Đó, cái đó đó là cái cực kỳ quan trọng. Vậy thì đối với Duy Nguyễn là một người kiến thức về dinh dưỡng của tôi nó cao á, tự hào luôn á, thì để sống bằng thức ăn nhanh á vẫn ok.
thậm chí tao Việt Nam tao cũng sống thế ăn nhanh này chứ được bữa tối thì ra tử tế chứ buổi trưa ăn tổng gì không đó. Vậy thì thí dụ như cái nguồn dinh dưỡng của bạn không đủ á, bạn ăn mà buồn, ví dụ như ổ bánh mì trộn cát không con khỉ gì trên á, thì ổ bánh mì cầm có điếm nó sống đúng không? Còn giả sử như bạn ăn cái miếng hamburger xong thì miếng hamburger với muỗng này xong buổi trưa bạn sẽ có được cái nguồn năng lượng tập luyện mà có giá thành rất là rẻ. Nó rẻ lắm, nói về bên Mỹ này á, đồ ăn nó rẻ không có mắc. Bữa sau đi nói về bò bít tết và hải sản, tại vì một bữa là chỉ muốn làm chia một video thôi. Bữa này là thức ăn nhanh của Mỹ mà những điều chúng ta cần phải hiểu chứ ta không có đa mẫu được nha, không có đa mẫu về thức ăn nhanh được. Thức ăn nhanh nó tạo ra sự tiện lợi cho người dân Mỹ với một cái kinh phí là thấp để họ có thời gian họ hòa nhập vào cái xã hội, họ lao động, họ kiếm tiền để họ xây dựng gia đình của họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn lại bạn trong những video tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.